trời các bạn ơi, hôm nay mình đi ngang đây mình thấy quá trời hấp dẫn rồi các bạn. 55 này đó. Đây cái đùi này 55 này, đâu cô cho con coi. 55 này các bạn. Trong này cũng 55 đó, đúng không cô? Đó đó. Cái đó là kim lại là không cơm thì 50 ngàn, thêm cơm thì 5 nghìn nữa là 55 nghìn. À dạ. Còn đây thì không thì 25 ngàn, có cơm 30 ngàn. Nói chung là có thêm cơm là 5 ngàn. Ủa ăn à, ngồi đây là ngồi đâu vậy cô? Đó là hả? Đây nè các bạn, ngồi đây nè các bạn, ngồi mình ăn hết các bạn ha. À tối thì ngồi đây. Mấy giờ cô bán? Thì đó là 10 giờ rưỡi sáng dọn ra. 10 giờ rưỡi sáng dọn ra. Bán tới 11 giờ đêm luôn. Yeah. Trong trong tháng có ngày nào con nghỉ không? Thì để mà chủ nhà nghỉ làm mà. À dạ vậy hả? Nhưng mà thường là bán không không cô? Bán không. Dạ. Bây giờ rảnh chủ nhà bữa nào mắc đáp. À dạ. Ồ đùi gà hấp dẫn quá trời hấp dẫn luôn. Cái này là nước mắm tết nè các bạn. À dạ nước mắm tết nè các bạn. Dạ. Dạ. Nó ngon hả con ha? Ăn như nó xếp. Rồi, các bạn coi cô xếp gà xíu đi. Đã không? Chứ mình nhìn thấy mình ấy, chịu khách nổi á. Này làm lên cái dĩ là gì? Vậy hả cô? Làm cái dĩ ăn á. Dạ. Có đồ cô đã mà gà chua là cái đéo vô nó đẹp. Ủa cô chiên luôn hay là người ta chiên? Mình chiên hả? Không là cô chiên luôn ha. Luộc xong đó là chiên xong rồi đó. Dạ luộc xong. Rồi bán rồi chiên lần nữa. Đó cô chia sẻ bí quyết kinh nghiệm luôn á các bạn. Nên bán chiên lần nữa cho gà nó giòn, nó thơm, nó thấm. Cái này chiên mấy lần phải không cô? Mấy lần à? Lần thứ hai nó ăn gì? À lần thứ hai á. Chiên sao luôn á? Cái đó là ăn được rồi phải không cô? Được rồi, đó là bỏ lên bán luôn á. Hôm nay bắt đầu ai mua bắt đầu chiên lần nữa. Dạ. Đi làm nhà ta với mọi người luôn. Dạ, mốt là làm chủ luôn. Đó, thì có ấy cũng làm chủ luôn. Dạ. Yeah. Ở đây là địa chỉ đâu cô? Lê Lợi sao luôn. Đường Lê Lợi hả? Lê Lợi. Đúng rồi, Lê Lợi. Số 1 Lê Lợi. Đầu đường á các bạn. Ở đầu đường số 1 Lê Lợi luôn. Thì ở bên Lê Quang Định á, quẹo qua là tới luôn các bạn. Các bạn nhìn bên tay trái là thấy. Nghe tao nói vậy chứ mình đâu có đàn đông, ở xa đó lắm mà đâu có. Vậy hả? Đâu quên hết. Bà chủ thì mấy giờ mới ra đây cô? Bà không em ấy. Đó nhà hả? Bà đang làm đồ cũng thôi. Bà đang đứng ăn gì hả? Bà nấu bên trà sữa, lên bé con bé nhỏ hả? Dạ. Đó, có xe đại nhỏ là con bà luôn á. Bà làm trái cây tao nói. Ồ, vậy hả? Còn đây giàu. Trời. Thơm quá à. Cái này là nguyên má đùi luôn cô ha. Dạ 55. Bán tới phi luôn các bạn. Các bạn từ 11 giờ đó các bạn tới đây có ăn rồi, ăn tới phi luôn. Có bàn có ghế ngồi đàng hoàng luôn các bạn ơi. Tiệm cơm gì hả? Chắc các bạn cũng muốn bút tiệm cơm gì đây nè. Quán cơm 13, cơm gà số mỡ 30k. Số 1 Lê Lợi, phường 4 Gò Vấp. Quá hấp dẫn luôn ha. Ở đây chị mình thấy của chị có bán trên app nữa nè. Làm dĩa cơm mà bỏ đùi gà lên là đẹp hả cô? Cái phao câu đó ngon không cô? Ngon, cái đó chiên này là chiên là nó đâu mình vừa ăn là nhúng nước đi vô. À gì hả? Bây giờ là cô chừng nào chỉ là chiên sẵn đó rồi, chừng nào mua lát nữa bán cho người ta chiên lại cái nữa là ăn rồi. Có
cái đây đó mình chiên rồi xong rồi nó bán hết đớp đây nó mình chiên là thứ khác. Dạ. Mỗi lần bán vậy. Tập phức. Khoảng thời gian nào khách đông nhất cô? Khoảng thời gian nào khách đông nhất? Giờ 8 giờ rồi á. À. Dạ rồi, vừa rồi mình chia sẻ đến các bạn một địa điểm ăn cơm gà số mỡ các bạn. Thời gian địa điểm rõ ràng rồi. Các bạn nào muốn ăn cơm gà thì mình đến đây. Chín chín chín. Đây là ông về lấy cái lò này. Ở đó tôi đâu biết nướng lò này đâu. Muốn bán là mình quay hết. Tiếc. Đây là đùi gà nướng hả chú? Đúng, chị xe. Bán nhiều giá chú? 25 ngàn. Còn cái má 25 ngàn. Đồng giá 25 ngàn. Trời ơi, 25 ngàn bự quá trời quá rồi. Nhiều cũng đồng giá hết. Sườn nướng nè. Rồi. Sườn này là sườn nạc nha. Đúng không? Sườn này là nạc dâm. Nạc dâm luôn. Chứ không phải là nạc không. Yeah. Giá thịt này thịt tươi đàng hoàng. 100%. Hai nấu mà thịt mà qua đêm tôi trả tiền gấp đôi. Gấp 10 luôn. Quá đã luôn. Đây nó thịt tình á. Thấy ngày nào chú cũng bán không chú? Ngày bán có 25 kg mà. Không, ngày nào cũng bán cơm không? Ngày nào cũng bán đây là 58 rồi. 8 tuổi rồi. Cái lò xài 4 năm. Phòng quá hả chú ha? Cái quay này nướng nó mới đều quá chú. Mình quay, nó mạnh chín, nói chung là cho nó chín. Chứ còn mình phải hả? Để cho nó sạch. Gà là phải vậy đó. Mà ai nói hàng đông lạnh bất cứ tôi đền gấp 100 lần chứ đừng nói mà gấp 1 lần. Không có nào nó được tên. Bởi vì cái gà đông lạnh đó không có nào nhiễm mỡ, không nào nó chảy. Gà hàng tươi nó mới vậy. Hàng tươi nó có chuyện là nhiễm mỡ. Cái hàng đông lạnh nó chết rồi nó nhiễm nhiễu. Gà khô miếng gà liền cái này được ướt ác liền đó không? Ngày nào đứa bán hết này đó hả chú ha? Ngày nào sao nấy à? Bán có số lượng thôi. Bán tới khi 5 giờ, khi 6 giờ. Không mấy giờ chú bán? 4 rưỡi sáng. 4 rưỡi sáng chú bán tới ra đây. Ra đây bán tới 1 giờ, 1 giờ để còn như bất cứ còn gì giao cho mẹ con với kia mới làm. Tới 5 giờ chiều, 6 giờ chiều bán nguyên ngày luôn rồi. Là nghỉ. Nói chung là không như nào bán mà được tới 7 giờ đó. Nó sớm lắm. Ổ cơm cơm bình dân 30k hả chú? 30k. Đây nè, chú nướng sườn này các bạn. Rất là vui xính. Đồ màu nó đẹp rồi chưa? Ở dưới màu nó là tự nhiên. Không tự nhiên. Chứ không phải là vàng lệ hay cái gì rồi mới chuyển qua, không có. Màu tự động nó lên thôi. Dạ. Yeah. Đó là phần nướng sườn ha các bạn. Ở đây sáng chú bán cơm tấm hả? Không, cơm thường. Cơm thường hết luôn. Gạo, gọi là gạo khô gời. Gạo khô gời. Không, cũng xài tấm. Tấm đây luôn. Màu mè thôi các bạn. Đó, thịt cho coi là... luôn. Đó. Nạc dâm. Quá trời, quá đắt rồi. Qua đây thông phức. Thao này là thao thứ hai. Thao thứ hai. Đó, nhìn cái thịt thì biết. Tuyệt vời không mặt trời. Thịt thì được cái là nếu mà ăn nóng tại đây á, thì không biết đường về luôn. Dạ. Nó rất tình luôn á. Em tin á, anh cắt cho em miếng em ăn thử. Dạ. Con chạy ngang đây hoài à? Dạ, con ngang đây nè, con thấy chú nướng hấp dẫn quá. Chứ mà nó giống đâu. Ở đây à, chú bán. Thịt ở đây á, là nó khác biệt người ta ở chỗ đó đó. Ở đây chú bán trên đường Hiệp Bình nha các bạn. Đang qua. Ở đây chú rất là chăm chút miếng thịt luôn á. Miếng nào khét là cắt bỏ. Cắt cái này được không? Dạ. Mới vừa các bạn. Vừa trên chợ Gò Vấp nè. Cái này đi. Lựa trên đầu quốc cho đó không? Nhiều trái chị? 12. Là chị đổ vào bình cho em luôn hả? Muốn hay sao gì? Hả? Giờ muốn làm gì?
Bây giờ nào cãi được không? Đổ vào bình luôn được không? Là chị cũng 12 hả? Có thêm tiền không? Không. Ngày nào chị cũng bán này hả? Càng ngày nó hấp dẫn quá à. Mấy giờ chị mới đứng đây bán? 6 giờ. Bây giờ chị tuyệt vời luôn nha. Dạ, chào trước anh. Chị bán ra trước đi. Cái gì?